Hello, chào các bác. Vâng, thì 2 năm làm YouTube của em và đây là cái sản phẩm gắn bó với em đã 2 năm rồi đấy các bạn. Đó, thực sự là nghề YouTube thì gọi là anh nào làm mà tốt thì kiếm được nhiều thôi, chứ còn em thì em công nhận. Hiện tại em đang có 3 kênh YouTube và thu nhập hàng tháng thì con số là dưới 10 triệu. Tất cả 3 kênh đều bật cái việc là thu nhập hàng tháng dưới 10 triệu. Và đây là cái sản phẩm gắn bó với em rất là lâu rồi, một mình em làm thôi. Đó, thì sau quãng thời gian tích cóp thì em đã quyết tâm là em đã mua một cái khác để thay thế cho cái này, bởi vì cái này quấn băng dính cái này đó, các bạn thấy không? Rất là nghèo đúng không? Đó, thì hôm nay em đã nhận được hàng, thế là tí em lại phải kẹp đây em quay cái này, bởi vì hiện tại bây giờ em phải cầm cái điện thoại trên tay đó, không có nhiều đâu, chỉ dùng điện thoại để quay thôi. Đây, à, một cái sản phẩm mà ngày xưa em rất là mơ ước, ngày xưa nó trên 2 triệu cơ, nhưng bây giờ trên Shopee bán rất là rẻ nhá. Đó, các bạn thấy nhìn thấy không? Đây là một chiếc gimbal Jin Hyjun Small 4. Đó, ngày xưa thì nó trên 2 triệu mà rất là mơ ước luôn, mà không dám bỏ tiền em mua, thì bây giờ nó giảm giá rồi. Em mua tất cả vận chuyển và nữa thì khoảng 1.595.000 đến này. Đó, thì mới quyết tâm mua. Và ngày hôm nay nó nhận được hàng, em sẽ mở hộp cho các bác xem cái sản phẩm này nhá. Đó, rất là thích luôn, bởi vì cái này nó quá là nổi tiếng rồi, nó vô cùng nổi tiếng rồi. Anh em nào mà làm YouTube hay là thích quay phim đều biết cái sản phẩm gimbal này đúng không? Đó, ship là nhanh, mua ở Shopee và gửi từ Sài Gòn vào. Và đấy, các bạn nhìn thấy hộp đóng gói rất đẹp này. Ok nhá, bây giờ em lại kẹp vào cái giá bằng dính này của em nhá. Đó, cái này thì ngày xưa mua rất là rẻ, đã gắn bó mình được 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 khoảng hơn 1 năm rồi đấy. Ok, bây giờ em kẹp vào nhá. Ok, kẹp vào cái giá băng dính rồi. Và bây giờ sẽ có một cái sản phẩm mới để quay phim đúng không? Hôm trước thì mua một cái camera robot trị giá 300 rồi, nhưng mà cái đấy đúng là đồ bỏ đi, không dùng được. Và em đã hoàn trả lại Shopee rồi. Shopee có một cái rất hay, đó là nếu sản phẩm chúng ta nhận được mà không sử dụng được ấy, mà bị lỗi ấy, thì trong vòng 3 ngày là chúng ta có thể trả lại nhà cung cấp được và lấy lại tiền. Đó là một cái ưu thế mà khi mà chúng ta mua hàng ở trên Shopee nhé, và các sàn thương mại từ khác như là Lazada hay Tiki đều sử dụng được ấy. Nhưng mà em thấy Shopee cái đấy nó dễ dàng hơn rất là nhiều, chính vì vậy mà em luôn chọn Shopee để mua hàng đó. Thì bây giờ em sẽ mở hộp cái sản phẩm gimbal của em nhé. À, mua từ Shopee 1.595.000 đó. Ngày xưa thì rất là mơ ước sản phẩm này, nhưng giá hơn 2 triệu đó là một cái mức mà mình khó có thể mà mua được ở trong cái mức trong trong cái công việc làm thêm của mình, đó là YouTube. Thì hiện tại em có 3 kênh YouTube và thu nhập hàng tháng thì dưới 10 triệu thôi, nhưng mà cũng là thú vui, cũng rất là thú vị đúng không? Đấy nhá, đấy, đóng hộp rất cẩn thận này, ở Việt Nam à. À, ok, mang theo à, một sản phẩm gimbal full box mới cứng và giá chỉ có hơn 1 triệu thôi. À, có xứng đáng để chúng ta bỏ tiền không? Một sản phẩm rất là nổi tiếng nha, Small 4. À, đây là giấy bảo hành này. À, em không rõ là sản phẩm này bảo hành bao nhiêu lâu. Đó, và đây nha, các bạn nhìn nha. Đó, gậy chống rung. Đó, cho điện thoại Small 4 này, có số serial number không à? Giá tiền đây. Đó, và để xem nào. Sản phẩm bảo hành không có tem bảo hành, mà không biết là bảo hành là như thế nào. Đó, cửa hàng đồ chơi công nghệ máy ảnh vn.com. Số điện thoại của sản phẩm đây là đây. À, cái này là số 4 Hồ Giám Hà Nội à? Sao em cứ nghĩ là ship từ thành phố Hồ Chí Minh nhỉ? Em lại cứ nghĩ sản phẩm ship từ thành phố Hồ Chí Minh. À, để xem lại cái đơn vị vận chuyển này. Cái này là ngay Hà Nội thôi à? Bảo sao mà em đặt hàng có 4 hôm, 2 hôm mà em đã nhận được rồi. À, đúng rồi, cái này em đặt hàng là ngay trên Hà Nội này. Đó, cái này ngay trên Hà Nội mà cứ nghĩ là thành phố Hồ Chí Minh, chắc là xem nhiều quá không để ý. Ok nhá, thì bây giờ em sẽ mở hộp sản phẩm này. Đây thì sản phẩm này là chắc họ đã bóc siêu và họ dán tem bảo hành rồi. Chứ bình thường là nguyên siêu ni lông như này. Đó. À, nguyên siêu đấy chứ. Nguyên siêu. Thế thì tem bảo hành dán đâu? Mà lại ghi phải có bảo hành, phải có tem. Thôi rồi, cứ bóc ra xem như thế này. Đây, sản phẩm này là chắc là nội địa ở Trung Quốc, bởi vì ở trên đây là toàn tiếng Trung Quốc thôi, của hãng Jinjun này. Cái này là quá nổi tiếng rồi, nếu mà bác nào mà làm YouTube thì đều biết hết cái sản phẩm này. Đều biết sản phẩm này nhá. Đó, đây là toàn tiếng Trung Quốc mà không biết là nội dung của nó là gì. Đấy, ở trên này thì là thương hiệu của họ và họ có địa chỉ tại số 2, số 3 Hồ Giám, Đống Đa, Hà Nội. Đó, chuyên về máy ảnh này, gậy quay phim là thiết bị quay phim, máy ảnh đó, chuyên về máy ảnh thôi. Nó không phải là hàng bán đồ phụ kiện. Đó nha, đây là tem của bên họ đó. Đây, bên này thì có tên thương hiệu và tên model ở đây, toàn tiếng Trung Quốc thôi. Đây, cái sản phẩm này thì nó có hình dáng như này nha.
Đây là nó sẽ có hình dáng như thế này, các bạn nhìn thấy nha, nó có hai màu là đen và trắng, thì em chọn sản phẩm là màu trắng, à màu đen. Đó, ở bên này là các công nghệ tích hợp này, ví dụ như là có rất là nhiều phím điều khiển, đây thì cái này nổi tiếng là gimbal nhiều phím điều khiển nhất thì phải. Đó, có một cái này để sử dụng để điều chỉnh cả zoom này, rồi điều chỉnh, nói chung là cái này khá là hay mà gọi là điều chỉnh cơ ấy, mà cái này được trên YouTube review rất là nhiều rồi em thì không giỏi review, thế nên là em chỉ làm ở hộp cái này thôi. Đó, này có cái phím điều khiển này, ở trên này trong hộp thì nó sẽ có một cái gimbal, một cái giá ba chạc để chúng ta quay phim, ví dụ như em đang làm cái này nhá, một cái dây sạc, một cái hộp đựng. Đó, sản phẩm này thì là nội địa Trung Quốc rồi. Đó, tên modem ở đây, đó, số điện thoại đây, về xuất đây, trang web đây. Đó, tách nha, Jinzun tech.com. Đó, trang web là như này, toàn tiếng Trung Quốc thôi, không hiểu gì cả. Thôi bây giờ có hộp thì ở bên ngoài nó có một cái lớp siêu đi lông như này này. Đó, sản phẩm mới nguyên full box ở bên ngoài lớp siêu lông này. Đây này, thì đơn vị bán hàng người ta dán cái của người ta ở đây rồi, em sẽ mở nó thử nhìn. Đó, dán đây, coi gì nha. Nhưng cái lớp siêu lông này ở đâu người ta sẽ đóng lại này thôi, bây giờ người ta đóng lại là hết rồi. Quan trọng nhất là cái siêu của hãng này, đó, các bạn nhìn nhá, cái siêu của hãng nó còn nguyên đây này. Đó, quan trọng nhất là cái này thôi. Em sẽ mở thử xem như nào nha, nó có lại để lại kiểu void không hay là nó bóc ra là lột hết. À đây này, à đúng rồi, đó, đây là tem void nhá, tem này là tem rất là hiện đại này, khi bóc ra thì nó để lại cái tem hiệu ở đây, đó, hoàn chuẩn nó phải như vậy, như cái điện thoại vậy, nhiều hộp nó phải bóc ra để lại cái một là lớp keo này, một lớp keo chắc hơn và mang tên hiệu này, đó thì mới là siêu chuẩn nhé, đó cái này, đó. Chứ còn siêu mà in lại mà dán bóc hết ra thì không thua, đúng không? Đây là siêu chuẩn của chính hãng này, và giá rất là nhá. Ok, nó có một hộp xốp ở trên này, nó ghi rõ này, nó có một cái hộp xốp phải đựng này. Đây thì mình sẽ giữ cái hộp xốp này, đó, bên trong chẳng còn gì cả, đây có một cái như kiểu là chắc là tay dựng dụng hoặc là phần mềm gì đó. Đúng rồi, sách sử dụng mà nó chỉ là một phong bì sách sử dụng, chẳng giống như cái đựng đĩa thì phải, đang không phải sách sử dụng này thì chắc là đây là bằng tiếng Trung, bằng tiếng Trung là hướng dẫn kết nối sạc này, hướng dẫn kết nối giá đựng này và hướng dẫn kết nối vào cái điện thoại này. Đó, tại phần mềm này chắc là quét barcode là xong. Đó, đó cái quét lấy thoại quét barcode này sẽ tải được phần mềm và hỗ trợ, bởi vì sản phẩm sẽ phải dùng phần mềm để hỗ trợ. Đây là bằng tiếng Trung nhé. Đó, đây là cuốn sách hướng dẫn sử dụng, hay là à đây là một cuốn loại khác như là có cả tiếng Anh ở đây. À, đó, chỉ có tiếng Anh và tiếng Trung thôi. À, đây sẽ ghi là hỗ trợ cho Android 5 trở lên, gồm có như ví dụ như sản phẩm như là Google Pixel này, rất là nhiều sản phẩm, nói chung là hỗ trợ được cho Android 5 trở lên. 5 trở lên là rất là nhiều sản phẩm chúng ta có thể sử dụng được rồi, đúng không? Đó, và tốt nhất là chắc là tốt nhất là nên kết nối những sản phẩm như là có tiếng Hàn, có tiếng Hàn, tiếng Nga, không tiếng Việt. Ra Việt Nam dạng bá đạo rồi mà sao tụi này lại không làm cả tiếng Việt nhỉ? Nghĩa là các sản phẩm này mà làm tiếng Việt để cho anh em Việt Nam mình mua, nhưng Việt Nam mình lương tiêu thụ đâu ít đâu, đúng không anh em? Đúng không các bác, đúng không? Em mà cái nào xuất Trung Quốc em phải làm tiếng Việt. Đó, đúng không? Đó, bây giờ đến sản phẩm nhé. Đây, ở trên này thì có một cái hộp này là bằng xốp và được sơn màu nhám. Cái chất liệu xốp này cũng tương đối là xịn này, chắc là rất là bền, bởi vì cái này dùng để vận chuyển đi lại thì nó dễ hơn, cái này không nên vứt đi. Nếu cẩn thận hơn thì chúng ta mua thêm một cái túi đựng, đúng không các bác? À, thì bây giờ em sẽ thử mở nó nha, đây lông hiệu hãng này, đây đây là sản phẩm này. Đó, bên trong thì để xem nào, trên này nó ghi là sẽ có một cái gimbal, một cái giá ba chạc và một cái cáp sạc. Đây cáp sạc, đây đây cáp sạc là dạng dẹp này, cũng tương đối là xịn, dài là phết nha. Đó là dạng dẹp chống rối này, ở trên này nó có tên của thương hiệu Jizun này. Đó, à taxi si ấy, thế quá taxi si nhá. Đây là cái ba chạc này, nó có thương logo của thương hiệu ở đây. Đây, đó, và đó, tất cả cân bằng tí em thử nhé. Ok, và đây là sản phẩm này. À, cái túi chống ẩm này, và một bên nhé, được các taxi si sướng rồi. Đó, thì đây là cái sản phẩm gimbal mà em mua. Đó, có các tiêu chuẩn của Trung Quốc ở đây. Đây là hàng nội địa của Trung mà. Họ sẽ thử xem là xung quanh như thế nào này.
À, sao có thông à, đây thông tin của nó đây, thông tin nó là hàng chính hãng thì thường nó phải ở đầy đủ thông tin như này. Đây ví dụ đây là modem SMA04 này, ở trên này hình như đây là CM thì phải. Đây cái này trùng nhau nha, đây này, cái dãy này này và cái này là trùng nhau, không có phải CM hay không đó, để xem ở trên cái giấy bảo hành này này. À đây khỏi CM, CM là cái khác. In đâu nhỉ? Không biết là trên này nó có in CM không? Đó. Thì đây là thôi, không nói nhiều về cái vấn đề CM nữa, bởi vì dù sao đây chỉ là cái phụ kiện thôi đúng không? Đấy nha. Đó, thì các bác có thể hình dung ở đây trên này nó có phần logo này. Đó, logo ở đây này, có thương hiệu rất là in rất là nhiều ở đây. Và đây là cái phần điều khiển thì ở trên này rất là nhiều nút nhé. Đó, thì không biết là chức năng của những cái này thế nào thì xem ở trên YouTube các bạn review thì các sẽ rõ thôi. Đây có nút quay phim này, nút chắc là định vị này, đây là nút chụp ảnh này, đây là menu này, đây là màn hiển thị màn hình hay cái gì đó. Đây này em từng biết là cái này rất là hay này, cái này thì khi lắp điện thoại vào thì có thể là chỉnh được tiêu cự, zoom giếc các thứ đấy, tự động à bằng bằng cơ, cảm giác rất là xịn luôn, như một thiết bị quay phim hoặc chụp ảnh chuyên nghiệp. Đó, ở trên này thì một số chức năng đổi camera trước sau này. Ở đây thì sẽ có chắc là chỉnh sáng tối đó, đầy đủ như này, không biết chức năng này là chức năng gì. Và đây là phím nguồn nhé. Này bây giờ em sẽ bật thử xem như nào. Đó cái chất liệu logo của hãng đây, chất liệu này thì nó là chất liệu nhựa và được trang trí bằng cái dạng sơn vải như này, rất là hầm hố, cảm giác rất là chắc chắn nhé, chất liệu nhựa nó rất là chắc chắn luôn. Ở đây thì chúng ta có thể mở ra để chỉnh được thì vậy. Đây này. Đó, chỉnh lên xuống đây đó. À đây CDMB được giá ở đây, CDMB của sản phẩm được giá là đây. Thế còn ở trên hộp thì ở đâu nhỉ? Đây là CDMB của sản phẩm. Đây đây trên hộp thì giá như này. Đó trùng hộp này, sản phẩm chính hãng nhá. CDMB và trên hộp và trên 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 thiết bị là trùng nhau. Đó, ở trên giấy bảo hành ở đây. Đó thì người bán hàng người ta nhập bằng hệ thống CDMB ở đây được rồi. Ok. Đó. Sao ở đây lại có hai cái đầu sạc, em đang không hiểu này. À sao lại vậy nhỉ? Ở trên này thì là bằng micro micro USB, ở đây là type C, thế là như nào nhỉ? Sao lại có hai đầu sạc này, hay có biết là tí để xem review sao vì sao lại có hai cổng sạc ở đây, liệu có phải ở đây là dùng cho cái ở đây là khả năng là nếu một số sản phẩm mà không có Bluetooth thì kết nối qua cổng này, em nghĩ là vậy. Còn đây là cổng sạc của sản phẩm mặt trên này. Đó, em sẽ mở nguồn thử xem như này. Khi bật nguồn lên thì cái này nó hơi rung một chút. Đó, em đang chuẩn bị một cái điện thoại rồi. Đó, thì khi sử dụng cái này phải dùng cái phần mềm kết nối. Đó, bởi vì khi em kết nối Bluetooth vào ấy, và đây thì nó sẽ yêu cầu phần mềm. Thì cái phần mềm chắc là em nghĩ cũng đơn giản thôi. Ở trên này nó có giấy bảo hành này. Đó, thì có thể quét cái barcode này. Đây này. À đâu, không phải giấy bảo hành em nhầm, đây là cái giấy hướng sử dụng, em nghĩ chắc là cái barcode này này đó. À đây là quy cập trang web, không phải đây chứ, không phải đó. Sẽ nó vào đâu này, đây là vào trong cái quảng cáo chứ. Đây là vào trong cái quảng cáo thôi. Thôi tốt nhất là không quét barcode gì cả. Gõ ngay cái tên phần mềm này chắc là ra thôi. Z tên thương hiệu ấy. HI. Đây này, nó có phần mềm là ZI Play này. Đó, đang phần mềm này về. Đó, để kết nối. Hơn trăm mê luôn, nhanh luôn. Em nghĩ là vậy bởi vì trông nó giống giống và thấy hướng dẫn ở trên YouTube thì các bạn hướng dẫn là như vậy đó. Ok mở ra xem nào.
Đúng rồi, nó là nói nhìn cái logo là đúng rồi. Đó, các bạn nhìn nhá, đâu phần mềm này về này. Sau đó là setup. Đây nhá, nó sẽ kết nối ở đây là con Q2 này. Đó là menu sẽ chọn là Smart 4 này. Đó chính là con này này, ấn vào kết nối này. Cho phép này. Đó. Nó chỉ thiết bị nhá. Đây rồi, ấn kết nối. Enter. Cho phép. Nó sẽ kết nối thẳng lên máy ảnh. Đó, các bạn nhìn nhá. Đó, thiết bị thì sẽ kẹp vào đây này. Đó, đúng không? Đây, sẽ kẹp vào đây. Hai cái này là chỉnh được này. Đó. Đó, gì đấy ạ? Cái này là cơ luôn, vặn cái này nhé, vặn đây này. Đó, ô, sao nó không thấy nó cân bằng nhỉ? Không biết chỉnh chỗ nào. Cái này là kiểu như là chỉnh tiêu cự cơ luôn. Sao nó có mềm mềm mà không cứng nhỉ? Ok, cái này sẽ phải tập cách dùng. Chỗ rất là chắc chắn nhé. Gậy chống rung cực kỳ là xịn luôn. Đó, mà rất là dễ cài đặt thôi, chỉ cần download ứng dụng về là nó sẽ cài đặt được. Đó. Ok, còn bây giờ thử cái giá của nó sao chắc không nào. Đây là cái này thì đơn giản thôi, chỉ cần vặn lấy rồi là xong. Đó, rất là xịn. Ok. Bây giờ quay phim này cần gì phải suy nghĩ đâu. Đúng không? Đó. Cần gì phải suy nghĩ nào, tuyệt vời. Ok, rất là chắc chắn nha. Ok, bây giờ có thể bỏ cái bằng dính rồi, cái quấn bằng dính rồi đúng không? Ok, vô cùng là xịn và giá rất là rẻ nhé. Đó, khi mà không dùng nữa thì có thể tháo ra như này. Về cái sản phẩm này thì ở trên review chi tiết thì em không biết được review, và nếu mà các bác muốn xem ấy, thì các bác có thể lên YouTube để tìm kiếm thì sẽ có các bạn review chi tiết về cái sản phẩm gậy gimbal này, bởi vì cái này nó quá là nổi tiếng rồi. Có một vấn đề là khi em mới dùng được tầm một lúc ấy thì cái cổ này này ở trong này chắc là có một cái motor nó rất là nóng. Cái này thì em cảm thấy hơi sợ. Rất là nóng nhá, cầm đây nó rất là nóng này. Đó. Thôi tắt nguồn thôi bởi vì thế hơi nóng mà không biết là quay lâu sẽ là như thế nào. Đó, chi tiết hơn là khả năng em sẽ dùng và em sẽ có ngày đó em sẽ review chi tiết hơn vào cái sản phẩm này. Đó, thì ngày hôm nay em chỉ làm sơ qua và giới thiệu cái gimbal mà em đã phải để dành rất là lâu và thấy nó giảm giá mà quyết định là mua với mức giá chỉ có khoảng 1,6 triệu thôi các bác nhé. Đó, về chi tiết nếu các bác không tìm được link thì có thể comment cho em và em sẽ gửi link cái sản phẩm này cho các bác. Đó. Thì em làm video chắc đến đây thôi. Cảm ơn các bác xem clip nhé. Chào và hẹn gặp lại các bác. Cảm ơn các bác.